Cá hả? Ồ, có cá hả nhà? Chờ đợi, chờ đợi. Đỏ, 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 đỏ. Giật, giật, giật. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Sám Sáp TV của mình nha. Sáng nay mấy bác cháu mình mới uống xong ly cà phê sáng rồi mọi người. Giờ này tới nước thả lưới rồi. Hôm nay dạ. Hôm nay mình theo sùa bác Tám chơi cả nhà. Theo ổng thả lưới cá mè trắng. Còn anh hai mình hôm nay thì thả lưới cá sát. Hello. Hello chị hai. Hôm rồi mình đi lưới cá sát rồi quen rồi, nay đổi gió đi. Kiếm cá bự bự cho cả nhà xem. Bởi vì ở cả nhà thấy là tới con nước mà thả lưới tất cả các xuồng các anh em đều ra sông. Đây là xuồng của em Nhí nè. Lâu không gặp. Cá mè hả? Em Nhí cũng lâu lắm rồi á mới tái sức giang hồ đi ra rồi xong rồi cả nhà. Hai ông ngày hôm qua trúng dữ lắm phải không? Trời ơi, 6 con cá mè cả nhà. Lưới của bác Năm cũng mới mà. Bóng mình lớn hả? Quá trời đóng lưới quá. Đóng lưới gì bự thiệt. Này dài hơn mình hay sao? Dài hơn mà dạo sâu hơn. Đấy hả? Hèn chi cũng bắt quá trời nhiều. Giờ này còn đợi nước mọi người ơi. Mình ra ngoài giữa sông cột vô cái phao của mấy bác làm nghề đáy nè. Có cái thùng phi đây nè. Mình ngồi ở đây mình đợi nước chút xíu mọi người ơi. Rồi cậu theo làm lâu chưa? Theo ông Năm chơi. Chơi à vậy hả? Hôm qua thấy bữa hôm qua có đi nữa đúng không? Hôm qua thấy con thấy con cái xuồng ngoài này đi hai người. Đó mà nhưng con đi cá thì không có đi. Nó bơm con mà nó giống không hả? Vậy mày đi giác nào mà bình thường là nó đâm điên mình hả? À. Lưới lưới cá mè này lưới thua bự lắm. Tầm lưới con Năm là mấy tấc? Tấc tám cũng vậy. À bằng ha, bằng lỗ à. Mất 10 ông chơi tới 22 tấc rồi. Ông bắt cá bự hơn cá, bắt cá nhỏ hơn. Nước này cũng mùi lắm rồi cả nhà ơi. Giờ bác Năm với lại ông cậu Phong lên đường. Hai ông bữa nay làm chừng 8 con thôi. Cái chuyện bà cậu mình đâu biết được. Dạ. Thôi chúc có Năm may mắn nha. Nó dính con nào nó bắt con đấy à, tao thả. À. Chính xác, chính xác. Nói chung làm nghề này thì bà cậu cho mình hưởng cả nhà. Mong bà cậu hôm nay độ bác cháu con. Chính chừng vài con cá bự đi. Cá mè nó lớn con lắm mọi người. Con mười mấy ký rồi. Rồi tháo dây lên đường. Hôm qua bác Tám bác chia sẻ dính 6 con mà 48 kg cơ nè. Tổng cộng 48 kg và 50 kg. Không biết ông có chừa mấy con nhỏ không biết. Nãy ông nói nhiều lắm rồi. Nãy 6 con. Hôm qua ông bán ông 2 triệu rồi mọi người. Ông nói hợp vậy mới có 3 ngày mà ông bán tiền cá mè không 6 triệu. Công nhận tới cái lúc mà trúng mùa đó nha. Thấy ham thiệt chứ. Ý là cá mè nó rẻ tiền đó, nó tầm 50-60 ngàn ký à. Mà tại vì được cá lớn với lại mình trúng được 5-6 con là thấy có tiền dữ lắm. Rồi giờ bác cháu mình lên đường nha mọi người.
Dạ. Bữa nay khỏe à, chứ không như qua à. Ồ, lâu lâu có chiếc tàu buôn vậy rồi đó. Hết sức lớn hả? Chiếc nó nhỏ lắm, có chiếc bự thôi giờ nó chạy. Dạ. Mình nhớ là lúc mà mình còn nhỏ nè, nhà mình sát mấy sông này nè, dùng đất lở gặp tàu buôn lớn gì chị nhiều lắm, bây giờ ít rồi. Bây giờ vận chuyển bằng container hàng quá rồi, vận chuyển nhanh đó, hơi bị ít rồi. Chứ hồi trước là cái đường xá còn lần tàu buôn nhỏ đi chi, đa số bây giờ nó bị ba đập thị điện rồi. À dạ, hết sức cái đồ búa đó hồi trước cộng ơi. Lâu lâu thấy chiếc này khủng hoảng, chở dầu cái này. Rồi bác Tám giăng hết tay lưới luôn rồi, hết lưới rồi nha, giờ mình gột cái phao vô nữa là xong á. Tại thấy chiếc tàu cái mình ham quá, mình quay chiếc tàu à, quay từ đầu rồi cả nhà coi nè. Hồi hết sức cái lưỡi búa đó không. Bắt đầu bắt cháu mình cuốn nha cả nhà. Ở đây ở đó là nguyên hàng phao à, quá đẹp. Lưới gân mà lỗ bự nhất là chỉ có lưới này thôi chứ đâu lưới nào nữa hết ta. Cái lưới cái mè này là màu xanh không hả ta? Trắng nữa. Mà mình đây ít ai thả màu trắng hả ta? Hồi trước con có thả màu trắng lần nào chưa? Có. Thấy nước này nữa nó trồng xanh lẹ, màu xanh đó, nó tuyệt không? Tuyệt không? Như thường lệ phao là mình chắc tại gọn gàng nè. Lưới này là chỉ có cá mè với cá sủ là có dính hả Tâm? Lần thả con lao không dính nữa. Con lao hả? Mà mấy con bự bự mới có dính hả? Tới tất 8 lần. Thường ngày lưới theo lưới thưa lưới neo của anh hai mình có khoảng tất 2 tất 3 trở lại cái nè. Nhỏ. Lưới kia thì chỉ có neo tại chỗ. Lưới này thì trôi theo nước. Lưới này cái kiểu thả giống như lưới quét mà. Lưới mày dinh đồ. Lưới quét cũng tầm tất 2 rồi đó phải không? Quét dữ à. Dạ. Nhưng mà lưới quét thì cái dạo nó dữ lắm phải không? Không dữ nữa, sao bị đốt dạo mà đi đụng đất mà. Bắt con cá chân. Nó đi sâu hơn lưới này ha. Đi đụng đất luôn. À. Lết chứ mà. Dạ. Yeah. Lưới này mình đi khoảng 1/2 của cái sông không? Đâu được. Còn nằm trên đó hả? Khoảng 1/3 cái độ sâu không? 1/3 phía trên đó. Ừ, có mấy thước. Dạ hả? À. Cá này nhầm ngại đâm, nhầm ngại nó không đâm luôn. Dạ. Yeah. Cái đâu hay ngày nào nó không đâm đâu. Chung làm nghề này cá nào cũng vậy mà. Ừ, phải phát đeo à. Đeo. Nhiều khi đầu trong nó chứ không đâm đầu ngoài. Chưa thể nói trước được điều gì nhau Tám. Ừ. Này là nhất cá mè nè cả nhà. Ngay tay mình luôn. Đen đen. Nhầm con đi nó kéo nguyên lần dài luôn. Ừ. Khoảng bao luôn. Dạ. Yeah. Cái nhớt con cá nó khi mà nó dựa vô lưới á cả nhà là nó đóng lại rồi xong nó đóng đen đen là do nó đóng sình. Cái nhớt cá thì nó không có đen. Đen nó lại sình nó đóng nhớt. Nhớt đóng sình chứ. Nói chung cái nó không hợp đó là sình với nhớt. Nói sao tôi gõ đây. Tại lưới này với lại lưới neo cái nào nặng tiền hơn? Lưới neo nặng tiền hơn chứ. Lưới neo nặng cái này có mấy triệu à. À. Ba triệu bạc.
là mấy trăm? 200, 200 thước. 270 dạ. Thì có 270 thước. 270 mà 3 triệu vậy tầm 100 mét nó khoảng xe xích 1 triệu đi. Vậy là nó bằng khoảng không được nhưng phần 3 hơn phần 3 của kia à. 100 mét 1 triệu đó. Tính vừa vật liệu vừa công luôn không? Không. Tính vật liệu thôi hả? Muốn tao lưới về đóng thì không chịu đâu đóng đâu. Bởi vậy tiền công mắc lắm đó nha. Ví dụ như bây giờ công sức mình bỏ vô tiền lưới á, là tiền vật liệu dây này kia khoảng 1 triệu nhưng mà mướn 1 triệu mà không đóng. Thà mình đóng rồi mình đi kiếm cá chứ mà mình bỏ công rồi mình đóng 1 triệu không cực lắm đó nha. Rồi mần 4 ngày trời. Dạ. Yeah. Mần mấy ngày mần trời. Giỏi mà sao không giỏi mà đâu sao. Dạ. Yeah. Ủa, có nhớ tiền điện đó. Điện gì đó đâu, phải không? Cô nhớ. Cái này phải nhớ con Tâm. Nhớ. Nhớ mà. Nó đang lù nhớt nè. Ôi, không ăn là được để đưa về cho phao. Đen lứ luôn nha. Đưa cho cháu phao để cái đèn đó. Hai phao. Cái phao này nãy bị chiếc tàu tàu buông bên kia đó. Hồi nãy mình quay cái tàu buông á, chiếc tàu đó nó ăn cái phao cả nha. Mất cái phao của mình. Chứ là nhớ cái sụn không? Không có nhớ cái mẹ. Vậy hả? Con mẹ nó đóng không? Cũng hy vọng á, hy vọng là cá đi. Chứ không chắc, chưa chắc cả nha. Ngày hôm bắt tám dính cá sủ 5 ký mấy rồi. Dân lưới cá mè nè mọi người. Dính được con cá mè rồi thêm con cá sủ nữa. Có hai con mà cũng có tiền nhiều, cũng đỡ không. Đó 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 đó. Vụ vụ. Đó mà cậu thương tình. Vụ. Cái này dùng vật, phải dùng vật mọi người ơi. Ủa vậy chắc ăn vô đã sau bao nhiêu thời gian chờ đợi nãy giờ phao lên nhiều lắm mà mọi người, hơn nửa tay lưới rồi. 4-5 kg hả ba Tâm? Cá này hả? Dạ. 6 kg dữ vậy hả? Con nhìn cá mẹ chưa quen. đưa rồi. Bắt cá bự là mình phải chuẩn bị vợt kia nè cả nhà, nó an toàn. Tại vì lưới này lỗ bự nhưng mà nó mạnh lắm, nó có 20-25 mà không có chắc. Nó mạnh vậy nó dính cá. Ờ, hy sinh mấy mặt lưới không, đau lòng quá. Vô. Vô đục ba. À. Giờ đi con nè, đi con làm cho. Ủa có cơ quan hết trơn ta, có cái giếng gỡ ra được hết trơn luôn. Ủa nè cả nhà ơi, hết sức con cá. Tám nó con này khoảng 6 kg á mọi người, cái đầu nó bành kia luôn. Đó, mình để cái tay xuống cho cả nhà coi nè, tay mình bằng cái đầu nó, cái tay bằng cái đầu nó cả nhà, mỗi mình đúng không? Một khúc nữa. Rồi, cảm ơn bà cậu. Vậy cuối cùng là nhớ con nãy là nhớt nào, nhớt sủ hả? Nhớt sủ nhưng mà tại nằm gần. Ở con này sao? Mỗi loại cá cái nhớt khác nhau hết hả ba Tám ha? Nhìn nhớt chứ biết cái gì luôn ha? gì đây, tình hình gì đây? Cá hả? Ồ, có cá hả nhà? Chờ đợi. Đỏ. Giật. Nói rồi, bà cậu linh thiêng lắm. Mình xin là bà cậu cho mọi người ơi. Đỏ, trời, con này bự hơn nữa.
Mà tám có liếm tám ơi, 39 kg phải không? Đó rồi, con cảm ơn bà cậu nữa nha. Mừng quá mọi người ơi, càng cả xa bà cậu cho cá càng bự nè, hết sức con cá rồi cả nhà, như gối ôm mà. Không biết đường nữa. Kỹ một chút thì đỡ vết lư. Dạ. Wow, xích con cá. Cá này mạnh hơn cá nãy nữa nè. Cá này nó còn giống như tỉnh hơn á. Ý con nói gì? Cái kia nãy hơi đờ hơn. Cá mè này thường làm gì ngon lắm. Nấu canh mặn chứ thương được. Dạ. Canh mặn là sao, là canh chua lợi lợi hả? Chân tương. Wow, wow. Cái này sáu mang hả? Sáu mang này. Con này bự quá sáu mang á trời. Vũ. Cái sao cột hả bác ta? Rồi. Rồi nằm đây nhé, nằm đây nhé. Đã rồi bạn ơi. Còn khoảng 4-5 trái phao nữa là hết lưới rồi cả nhà. Em mệt nhỏ lỗi gì kìa. Dạ. 85 rồi cả nhà, gần 90 rồi. Còn 3 trái phao nữa. Gần hết rồi. Đi cũng xém lần tao lái đó. À. Bởi vậy bữa nay ông đi quá đẹp mà. Mặt có đáy trời. Nhớ cả. Con nhớt à? Ồ rồi, con nhớt đen này cả nhà. Xong thì rồi, qua khúc con nhớt cũng không? Qua khúc. Giờ nó dựa rồi. Gà cá nó dính nhớ cỡ đó là con cá bự lắm đó, đó ha. Ừ, cá tới phao rồi mọi người ơi, phao sát bên nhớ cá nữa, nhớ nữa hả? Trời ơi gì hấp dẫn vậy, biết đâu mà dính ngay đầu phao sao? Dính ngay đầu phao đó đông rồi. Đây là những phút bù giờ mọi người ơi. Rồi, tới với đầu phao luôn, hết lưới rồi mọi người ơi. Ba vào lưới vào cầm cầm không. Không mà tính ra bữa nay thu nhập cũng được chứ đâu có đến nổi tại mà tám. Này cũng nếu mà tính phỏng phỏng 1 năm 600 hay 38 ha. Phải không? Ơi cũng đỡ đỡ cả nhà ơi. Hai con nào mấy 10 mấy ký. Dạ đúng rồi. Thì con tính nhẹ thôi, tính mỏng thôi. Cũng 5-600 rồi. Nhiều khi mình bán được giá với lại cá nó lớn này cả nhà, cái giá nó khác nữa. Rồi bác cháu mình đã thăm xong tay lưới rồi mọi người ơi. Hôm nay cũng được hai con cá, cũng được 10 mấy ký à. Nay bác tám và thu nhập cũng đã đỡ nha, cũng mừng cho bác tám cả nhà ơi, chứ hồi lúc nửa tay lưới đầu là bác cháu mình
thấy là hơi gầu rồi đó, mình thấy cũng buồn buồn, mình thấy thấy chưa có cá mình cũng lo lắng lắm cả nhà. Nhưng mà lúc sau này nhờ bà cậu thương tình cho cá nên mình cũng được hai con, có tám nay cũng có tiền rồi. Giờ mình về mọi người ơi, tám mình đưa vô, mình vô bờ đổ hết sức con cá cả nhà. Em dạ phải không? Rồi gắn lên giùm con cái. Quá đã rồi. Giờ tám để đục hả? Ê, này được hai con nha mọi người. Rồi giờ mình cũng về mọi người ơi. Tám chạy lên chợ quán. Rồi Tùng xin kết thúc video hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Giờ mình lên bờ cả nhà ơi. Còn cảm ơn bác Tám nhiều nha.